Chuẩn 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 chuẩn. Có phải thật sự mình không xứng đôi? Chuẩn 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 chuẩn. Chẳng thấy. Chuẩn 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 chuẩn, thấy cho mọi người chuẩn 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 chuẩn. Rồi đấy. Mỗi hôn tìm nhau mỗi tối. Nếu giá không được từ tối, giá từ thối. Ồ, đấy là một cái bí quyết nhá. Mà anh Siro đã dạy em đấy. Thôi. Chuẩn chuẩn. Chị có bị cái điện thoại gì không? Không không không. Sau đây thì Hoàng Minh Duy sẽ dạy chị gì hát. Hồi hộp quá, nhưng mà cũng vinh dự quá. Chị, mình biết là chị thì rất thích hát nên mình sẽ dạy chị hát. Điều gì đã khiến... Rồi, chị thử hát đoạn này nha em ha. Điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa. 2, 3. Điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa. Ok, rất đúng nhạc, nhưng mà chúng ta sẽ thay đổi một chút. Chị hãy cảm nhận như đây là một cái bài hát dân gian rồi. Rất là bay giữa một dòng sông. Mình sẽ uyển chuyển nhẹ nhá. Điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa. Mặc dù nó có nhiều nốt khác nhau, nhưng mà chị hãy cảm nhận nó trên một cái đường thẳng như thế này thôi. Và nốt nào chị cũng phải hát lên cao, không được đẩy xuống. Ví dụ chị hát là điều gì đã khiến anh không. Là không phải. Điều gì đã khiến anh không. Nó ở bên trên. Ok. Rồi khó quá nhá. Đặc biệt là cái từ em nữa nhá. Là chị hãy nhìn em lên càng càng. Em nữa. 2, 3. Điều gì đã khiến anh không cầm tay em. Cầm tay em nữa. Chuẩn 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 chuẩn. Nhưng mà cái từ nữa nhá, mình mở cái giọng ra hơn. Nữa đang bị đóng. Mình mở cổ họng ra hơn nhá. Mình hướng lên trên. Ok. Em nữa. Mình không xứng đôi. Có phải thật sự mình không xứng đôi. Chuẩn. Vài người vội vã cho em là người may mắn. Rồi ok, đoạn này chị lên thẳng. Nhưng mà chị sẽ giúp dùm em là chị sẽ lên một cách uyển chuyển hơn. May hai ba điều gì vài người hài ba vài người vội vã cho em là người may mắn ấy thế mà rồi mình nói nhá, mình nói chuyện ấy thế mà giờ anh đổi thay. Rồi mình sẽ sử dụng cái khẩu hình hát như nói, chứ mình không sử dụng khẩu hình là hát như hát. Nó là như thế. Ấy thế mà giờ anh đổi thay. Đấy là hát. Nói tệ tại em. Nhưng mình sẽ nói ra. Ấy thế mà giờ anh đổi thay. Đấy, rất nhẹ nhàng thôi. Đó, rồi đến lượt em này. Rồi. Còn điều gì ngu ngốc bằng lừa dối quá nhiều. Vẫn nghĩ mình yêu đúng người. Càng nhắm mắt yêu. Đấy là chị. Nhưng sao xuyên khi chạm. Rồi đấy, cái từ tay này nó sẽ khó hát, bởi vì mình đang hát giọng thật mà mình chuyển ra giọng gió nó sẽ khó hát, nên chị sẽ chuyển từ chạm. Chạm. Nhưng sao xuyên khi chạm tay. Tay là gió. Dạ. 2, 3. Nhưng sao xuyên khi chạm tay. Ồ, chuyển sắp được rồi. Chạm tay. Thế thì hát bằng cái từ thay, bằng từ tay mà từ thay luôn. Từ tạo chạm thay. Dạ. Nhưng sao xuyên khi chạm tay. Gần đúng, chị không hát từ tay nữa. Chị không hát được giọng đó. Không, được. Chị không hát từ tay, chị hát từ thay cho em. Nhưng sao xuyên khi chạm thay. Nhưng sao xuyên. Hát cùng em nhá. Nhưng sao xuyên khi chạm thay. Chuẩn, thấy cho mọi người. Chuẩn. Rồi đấy. Những hấu tim thôn. Thì mình không hát từ thức như thế. Nếu khó hát chị hát từ thứ. Không hát được thức mà thứ. Những hấu tim thôn thứ. 2, 3. Những hấu tim thôn thứ. Sắp được. Còn một tí nữa thôi. Thôn nhá. Cái từ đấy chị phải cảm nhận nhá. Chị phải cảm nhận nó ở trên nóc nhà.
chứ chị đừng nhìn la xuống dưới đất được không? Không la, không được la, phải ém lại. Ém lại đúng những háo hức tim thổi ở bên trên nhá, chị nhìn nó như một cái đường những háo hức tim thổi hai và những háo hức tim thổi ơi sao chưa đến nốt, sắp đến rồi. Đúng, sắp đến hai ba những háo hức tim thổi sắp đến nhỏ lại. Đó. Hát to thì dễ lắm nhưng mà phải hát nhỏ. Những háo hức tim thổi chờ sắp đều rồi à, mỗi hôn tìm nhau mỗi tối, nếu giá không được từ tối giá từ thối. Ồ, đấy là một cái bí quyết nhá mà anh Siro đã dạy em đấy. Mỗi hôn tìm nhau mỗi tối đấy, hiểu không, hiểu không? Thật đấy, đúng là môi hôn nhá hài và môi hôn hài và gió à? dạ môi gió chết không môi thì hát tình thì bình thường được. Mỗi hôn tìm nhau mỗi tối, đây đang bị cứng rồi nè. Thôn mỗi hôn tìm nhau mỗi tối ấy được tiếp nhá. Chẳng còn ai thương lấy mình ngoài chính bản thân, cho em một lần cuối cùng được nói nhớ anh. Câu này dễ. Có ai thoát hài bà, có ai thoát được mình ra. Hoạt động thật thôi. Khỏi chân lý trong tình yêu. Hài bà. Có ai thoát được mình ra. Khỏi chân lý trong tình yêu. Thì mình hát từ yêu được, mình hát từ heal. Khói chân lý trong tình yêu. Hai, ba. Khói chân lý trong tình yêu. Chuẩn. Không thể cùng nhau suốt kiếp khả. Chị em mình có hát nhà hai, ba. Không thể. Chị hát giọng bình thường sao hả? Để em bè cho chị. Không thể cùng nhau suốt kiếp. Không thể cùng nhau suốt kiếp. Đấy, lại nhá, đúng nốt. Không thể cùng nhau suốt kiếp. Hai, ba. Không thể cùng nhau suốt kiếp. Không, cái này không cần phải hát giọng gió. Không thể hài bà. Không. Hát giọng thật của chị là như vậy. Giọng thật nhé nào. Không. Okay, đúng nốt thì hội em gái nào. Không thể cùng nhau. Cùng nhau. Trời ơi. Ra luôn. Hài bà. Không. Cá to lắm. Không được. To đi. Hài bà. Không thể cùng nhau suốt kiếp. Đúng rồi, trời. À, thế nhưng trái tim lại dễ nhá. Thế nhưng trái tim lại sẽ in sâu niềm đau suốt kia. Cao thế. Đấy, bài này hơi khó hát một tí. Nhưng mà nếu mà mình hát được rồi thì mình sẽ rất thích hát bài này. Vì cái giai điệu nó cuốn. Nè, đây cảm là bài tập chị Thùy dạy mình và mình dạy chị Thùy. Đấy, toàn những ngôn ngữ. đấy, mọi người có thể học được cái bí quyết của mình qua cái này. Cảm ơn Hoàng Minh. Cảm ơn. Đúng, chuẩn. Đúng, chuẩn. Mỗi tối chứ không phải mỗi tối. Tối thì hát được, chứ tối thì không hát được. Cảm ơn chị Thùy đã dạy em. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Tạo dáng. Mong là chị Thùy sẽ hát hay hơn trong tương lai. Đoạn nào chị không lên được, chị cứ thối cho em. Thối? Nhá. Thối. Chuẩn. Mày đánh học âm để học sinh hát được, nhưng mà trong tương lai thì họ chắc chắn sẽ là một cực lạc. Oh my god, đây chúng ta học trò đầu tiên. Và học phí là gì nhỉ? Học phí là một cái ôm đi. Và một bông hoa dâm bụt. Vừa đỏ vừa thơm. Hôm nay chỉ là một đồng, mà đây là lá hoa dâm bụt. Đây là nhị, còn chưa tìm thấy lá hoa đâu. Chưa chị đổi mà. Màu gì? Màu hồng. Mẹ chị ý chính là bông hoa dâm bụt, còn mình đây là nhụy hoa cả nhà ơi. Hoặc không cũng bông hoa dâm bụt vàng. Vậy thì hôm nay dừng xem là hoa nào thắng hoa nào. Thôi, chúng ta chúng mình phải đội à? Đội đi. Được, chờ. Mọi người hãy chờ đợi kết quả của đội hoa dâm bụt nha. Ok. Cảm ơn mọi người.